Tại dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, Bộ Quốc phòng đề xuất quy định xử phạt vi phạm về quản lý, bảo vệ thuộc khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó nêu rõ, phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi sau: quay phim, chụp ảnh tại khu vực cấm, khu vực bảo vệ có quy định không được quay phim, chụp ảnh, dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực chống người thuộc lực lượng quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thi hành nhiệm vụ, gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của lực lượng quản lý, bảo vệ khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đang thi hành nhiệm vụ.